Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây dúi nha mình nha. Tên gọi khác là Hòn Anh Mọc nha mình. Cây này là nó liền một bệ luôn nha mình nha. Này, một bệ này. Cây này thì nhà vườn mới sờ ba lại dăm nó nha. Đang dựng rừng luôn. Dựng rừng trên thân này. Chuẩn bị đón lọc non nha. Đây, đây có ông tiền này. Lên mặt lũa này. Cái nước da của nó đang kéo nó nhẹ. Cái mặt lũa rất là đẹp luôn nha. Cây này hàng VIP nha mình. Cây này có mã số là 143 nha. Cây này nó có tổng hồn cái bệ em đo này là 150 nha. Cây cao tính từ cái mặt chậu này mà lên tới mốt đỉnh nha là 65. Đang nằm trên cái khay nuôi là 80 x 44 nha mình. Rồi bệ này thì em xin giao lưu nhanh luôn nha, là 4 triệu bao vận chuyển không chậu nha mình. Không có cái khay nha. Cái khay này khay nuôi tạm thời ở nhà thôi. Khay đá. Bệ này hàng VIP cho mình nha. Nó liền nó. Nó liền bể với nhau hết nha. Lũa này. Nước da nó đang kéo nó nhè mấy cái mặt lũa này. Rất là đẹp luôn. Đây ông tiên này. Nhà mình xem tham khảo luôn. Dúi tên gọi khác là Hoàng Anh Mọc nha mình nha. Cây cực kỳ già luôn. Thì cái cây này thì cái mặt sâu thì nó sát cái tường. Em cũng khó quay. Em cố gắng em quay nhà mình xem nha. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn. Đây, mặt sâu đây. Rồi mã số 143 nha. Nhà mình xem tham khảo, nếu được duyên ngân ý thì hữu duyên thì rước em nó luôn về mình sưu tầm nha. Xem tin vui vẻ luôn. Rồi cây này em giao lưu là 4 triệu bao vận chuyển nha, không chậu nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha.